Xin chào toàn thể anh chị em mình. Có rất nhiều anh chị em là không biết cách check limit trong VR và cũng không có biết cách check limit chạy quảng cáo là ngưỡng ấy. Thêm nữa là cũng có một số anh chị em là cần chạy quảng cáo 5 triệu, 10 triệu một ngày thì không biết sử dụng tài nguyên gì cho nó phù hợp. Thì hôm nay Quỳnh Nhi sẽ hướng dẫn anh chị em mình cách check đơn giản nhất mà cũng khá là an toàn để cho anh chị em mình sử dụng ha. Và cái này thì nó sẽ cần một cái phần mềm có ứng dụng attention tích hợp vào trong cái con Google trên cái Chrome mà anh chị em mình đang dùng. Tuy nhiên rằng cách làm này ấy, thì mình sẽ không khuyến khích với những phần mềm lậu đâu anh chị em mình nhé. Lưu ý không khuyến khích với những phần mềm lậu, tại vì biết đâu nó có mã độc rất là nguy hiểm cho anh chị em mình ha. Cách check mà limit nó như thế nào, anh chị em mình xem cho mình những hai từng bước một nhé. Đầu tiên anh chị em mình cần một cái công cụ thì Quỳnh Nhi Hai gọi tên nó là Check by Smith. Anh chị em mình gõ cho Quỳnh Nhi Hai chính xác cái từ khóa này nha, sau đó đi tìm đến cái website nó ghi rõ này là smith.vn này. Em biết rằng là có rất nhiều ứng dụng khác trên thị trường nhằm để phục vụ Check Smith, tuy nhiên rằng là em không có nhận tiền BR của bất kỳ đơn vị nào hết, cho nên rằng là em không có nhận tiền để BR họ để anh chị em mình cài vào, lỡ như nó có botnet hoặc nó có gì đó mã độc trong này thì sao, rất là nguy hiểm. Cho nên là em chỉ chia sẻ với anh chị những cái phần mềm nào mà em đang dùng và nó hoàn toàn miễn phí nha. Rồi anh chị em mình kích vào cái website này để ý cho quý vị nha, đó là smith.vn. Sau đó nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái website như thế này, và anh chị em mình lưu ý rằng là nếu có những thành phần xấu thì người ta có thể copyright, copy theo y cái website này để người ta lừa đảo anh chị em mình tải một cái phần mềm mã độc nào đó, cho anh chị em mình cần lưu ý nha. Rồi lướt qua tổng quan cái website cho anh chị em mình xem sơ qua ha. Rồi sau đó anh chị em mình kích vào phần sử dụng ngay. Tại đây thì anh chị em mình sẽ tiến hành là đăng ký tài khoản nhé. Còn trong trường hợp là mình đã có tài khoản rồi thì mình tiến hành mình nhập vào thôi. Số điện thoại chính chủ của Quỳnh Nhi Hai à, điền thông tin mật khẩu. Thì nó sẽ ra như thế này. Thì mọi người sẽ cần một cái app ở đây để mọi người tiến hành là checking. Mọi người có thể kích vào cái phần này nè, app check by Smith nè, kích vào đây mọi người nhé. Thì nó cũng sẽ cho mọi người một cái attention như thế này, một cái link web attention như thế này. Thì mọi người kích vào phần là tới trang tải xuống ở đây mọi người nhé. Rồi sau đó mọi người chọn vào là tải xuống Smith Connect. Sau đó mình chọn vào dành cho Chrome, tải xuống thôi. Mọi người sẽ thấy là nó sẽ hiển thị ra một cái ô tải xuống như thế này. Mình tiến hành là mình mở nó ở trong folder mọi người nhé. Nó sẽ ra như thế này. Sau đó mọi người sẽ tiến hành là giải nén cho nó nha. Lưu ý mình rất sợ botnet. Nếu như anh chị em mình tải sai ngay lập tức thì dính botnet đó mọi người nha. Cho nên là mọi người cố gắng là tải đúng giúp mình ha. Rồi mọi người tiến hành là mở ra Access to và nhớ đặt cái tên đúng là Smith ha. Cho nó ra thư mục này như thế này, chị Quỳnh Nhi Hai nha. Rồi ok ha. Sau đó sẽ tiến hành vào lại cái tab Chrome này. Mọi người mở cho Quỳnh Nhi Hai một cái tab mới. Mọi người kích vào nút 3 chấm ở phía trên màn hình này. Sau đó mọi người kích vào phần setting. Rồi tiếp theo mọi người kích vào phần attention. Tại cái phần attention này mọi người kích vào phần đó là development mode. Mọi người mở nó lên. Rồi sau đó mọi người chọn một phần là load. Có nghĩa là mình sẽ tải cái file của chúng ta hồi nãy ở đây. Chúng ta tải cái file này lên. Tải nguyên cái thư mục này lên luôn. Mọi người bấm select folder. Rồi nó sẽ ra như thế này. Rồi sau đó mọi người kích vào cái biểu tượng attention. Sau đó mọi người kích ghim cái Smith này lên. Thì tại đây nó sẽ ra cái Smith để dành cho mọi người check account. Ok mọi người ha. Rồi tắt hết những cái thứ không liên quan. Ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào bên trong tài khoản quảng cáo để chúng ta tiến hành checking. Thì mọi người vào facebook.com/da. Đây là cái ký tự vào trong trình quản lý quảng cáo viết tắt. Anh chị em mình làm quen thì nó cũng sẽ đỡ mất thời gian nhanh chị mình hơn ha. Sau khi mọi người cài cái attention đó xong thì nó sẽ có cái Smith ở đây. Thì mọi người có thấy cái biểu tượng Smith đây không? Thì mọi người chỉ cần kích vào biểu tượng Smith này thì nó sẽ show ra cái limit rồi chi tiêu rồi ngữ. Bây giờ mình sẽ mở vào cái phần cài đặt thanh toán hóa đơn cho anh chị mình xem ha. Thì cái này cũng sẽ khá là tiện và cũng có nhiều anh em đã sử dụng rồi, chứ không phải là Quỳnh Nhi Hai gọi là lần đầu tiên sử dụng để hướng dẫn mọi người thì không có đâu ạ. Ví dụ như đây là một con account của con Via này, thì cái limit của nó là $50. Limit $50 tức là nó giải thích một ngày được chi tiêu chạy quảng cáo đốt tiền tối đa là $50, tức là khoảng độ là 1.1 triệu tới 1.2 triệu tiền Việt Nam đồng. Mấy cái này là giả sử nhưng mà nó ra tiếng Anh đi mà mọi người muốn chỉnh sửa qua tiếng Việt thì mọi người kích vào cái biểu tượng Smith ở phía dưới này nè, kích vào nó nè. Sau đó mọi người kích vào phần quy đổi tiền tệ, sau đó mọi người chuyển về Việt Nam đồng. Rồi
thì ngay lập tức nó sẽ chuyển về Việt Nam đồng cho mọi người. Thì nó sẽ quy định là một ngày mọi người sẽ chạy được khoảng tối đa là 1,2 triệu. Có nghĩa là mọi người muốn chạy 3 triệu, mọi người muốn chi tiêu quảng cáo 3 triệu thì mọi người cần ít nhất là 3 con tài khoản quảng cáo. 3 con tài khoản quảng cáo chưa tính là cái tài khoản quảng cáo đó có phù hợp với đối tượng chúng ta hay không, tài khoản quảng cáo đó có ngon hay không, tài khoản quảng cáo đó có rẻ hay không. Nhưng một cái tư duy bình thường là chúng ta cần ít nhất 3 con tài khoản, limit 1 max 2, tổng 3 con sẽ là 3 triệu 6. Giả sử như mọi người cần đốt chi tiêu 5 triệu thì mọi người hình dung là chúng ta sẽ cần 5 tài khoản quảng cáo, mỗi tài khoản quảng cáo nó sẽ đốt 1 triệu, 5 cái tài khoản sẽ là 5 triệu. Ngoài ra thì sẽ có những cái tài khoản limit là 250 đô tức là khoảng 6 triệu, hoặc có những con limit mà nó là no limit, là không giới hạn, là mọi người muốn chạy quảng cáo đốt bao nhiêu tiền, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu đều được hết, là một ngày chi tiêu ha. Cái này người ta sẽ gọi là limit, là cái ngưỡng một con bia có ngưỡng bao nhiêu. Thông thường thì anh chị em mình hay mua là những con bia limit 1.1, mặc định cũng sẽ là 1.1. Sẽ có những cái tình huống đặc biệt là limit cá nhân nó chỉ có 230 mấy ngàn hoặc là 600 ngàn một ngày cũng có nữa. Cái này là tùy, thì anh chị em mình cứ dùng check by Smith này để kiểm tra coi thử là cái limit hàng ngày của nó là bao nhiêu anh chị em mình nhé. Tiếp theo, có một cái phần nữa, sau khi anh chị em mình thêm phương thức thanh toán thì nó sẽ có gọi là ngưỡng nợ. Mình sẽ mở một con tài khoản mà nó có ngưỡng nợ thử cho anh chị em mình xem ha. Ví dụ như con tài khoản này là con tài khoản có ngưỡng nợ rồi, và nó là no limit nè anh chị em mình thấy không, nó ghi no limit nè. No limit có nghĩa là không giới hạn chi tiêu, anh chị em mình muốn đốt 100 triệu, muốn đốt 1 tỷ cũng được, một ngày chi tiêu cho nó tiền quảng cáo cũng được. Còn cái chỗ mà limit ẩn này, limit ẩn này là gì? Giả sử như con này nó ghi no limit thì đáng lẽ nguyên lý của nó là sẽ đốt tiền tỷ cũng được, nhưng thực chất là cái con tài khoản này nó chi tiêu tới khoảng độ là 31 triệu là nó dừng trong ngày hôm đó. Nếu muốn đốt số tiền là 50 triệu thì phải chờ qua ngày mai mới đốt được. Cái này người ta gọi là limit ẩn. Cái này là hai cái limit bình thường, cái mà người ta hay tương tác với anh chị mình nhất. Nếu anh chị muốn có một người bạn đồng hành một kèm một trong quá trình vận hành tối ưu quảng cáo, trả lời toàn bộ những cái thắc mắc câu hỏi của anh chị em mình và có một cái lộ trình dài hạn hơn, module từng bước chính xác từng giai đoạn làm việc, thì anh chị mình có thể nghiên cứu về hệ thống và đồng hồ kênh Nguyễn Đình 92 tại đường dẫn quảngnam92.com hay đường dẫn quảngnam92.com / đồng hành cùng Nguyễn Đình 92 anh chị mình nhé. Nào, tiếp tục đến với nội dung trên kênh Nguyễn Đình 92 chia sẻ anh chị mình nhé. Cái tiếp theo mà Nguyễn Đình 92 muốn chia sẻ với anh chị mình đó là ngưỡng nợ. Ngưỡng nợ là gì? Nó giống như câu chuyện là chúng ta mua hàng hóa, chúng ta uy tín, chúng ta thanh toán đều đặn, thì chúng ta rất là uy tín với nền tảng, chúng ta uy tín với một nhà bán hàng nào đó thì họ sẽ cho phép chúng ta được công nợ. Thì cái ngưỡng này người ta sẽ gọi đó là công nợ. Thì hiện tại với con tài khoản này ngưỡng của nó là 1,6 triệu anh chị em mình thấy không ạ? Ấy có nghĩa là anh chị em mình chạy tới 1,6 triệu chúng ta mới thanh toán, là mua hàng đủ một cái khoản tiền công nợ cho phép của tôi cho ông, là ông được phép mua công nợ tới 1,6 triệu. Ông cứ lấy hàng hóa để đủ 1,6 triệu ông thanh toán một lần. Đấy sẽ là cái những cái đơn giản nhất mà anh chị em mình cần phải hiểu. Còn ngoài ra check by Smith thì nó cũng sẽ giúp cho anh chị em mình check là cái con account này nó múi giờ là gì, thẻ là gì, quyền đang cầm là quyền gì. Tất nhiên thì nhìn bên này vẫn check được, nhưng mà check by Smith thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta hơn. Rồi thêm nữa là con account này là con account cổ nè, đó là mình thành lập account này từ năm 2022 nè, để check coi thử là tài khoản quảng cáo này tài khoản quảng cáo cổ hay là tài khoản quảng cáo new, thì chúng ta cũng sẽ dựa vào trong cái check by Smith này chúng ta check rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là check by Smith này nó sẽ sai, nhầm lẫn hoặc là độc hại nếu như anh chị mình tải sai phần mềm. Sẽ có rất nhiều phần mềm giả mạo ngoài kia, người ta sẽ fake những cái attention này. Mọi người chỉ cần tải bậy một phát thôi là nó về nó cướp luôn tài khoản quảng cáo của mọi người luôn. Cho nên anh chị mình cần lưu ý những thứ này anh chị mình nha. Ngoài ra có bất kỳ câu hỏi phát sinh nào hoặc là những gì mà không rõ, anh chị mình nhớ comment xuống bên dưới đặt câu hỏi của anh chị mình, Quỳnh Đình sẽ làm video và chia sẻ chi tiết về nó. Ngoài ra anh chị mình có thể quét mã QR code của video để tham gia vào trong nhóm, đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào phát sinh của anh chị mình cần hỏi, thì trong đó các anh em đại thủ người ta cũng sẽ trao đổi và hỗ trợ với anh chị mình luôn ha. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người trong những nội dung hay hơn trên kênh Quỳnh Đình nha. Bye bye.